Đây nha, cái cánh cửa này mới là thần kỳ nè cả nhà. Một cánh cửa mà có tới hai công dụng luôn. Công dụng đầu tiên là ngăn chặn không cho côn trùng ruồi muỗi bay vào trong nhà của mình. Và công dụng thứ hai là che ánh nắng mặt trời, không cho ánh nắng mặt trời rọi vô nhà của mình. Đó, quá tuyệt vời, là linh hoạt luôn đúng không cả nhà? Yeah. Đây, Tường có một cái thói quen là tập thể dục, tập yoga. Mọi người biết không, mỗi ngày mà mình dành ít thời gian tập yoga, sức khỏe của mình nó sẽ dẻo dai nè, xương khớp của mình nó cũng chắc chắn hơn nữa. Mà mọi người biết trước đây mà tập yoga mà đóng cái cánh cửa này lại á, trời ơi, nó không khí trong phòng nó bí, nó bức bối dữ lắm. Từ ngày mà Tường lắp đặt cái bộ cửa lưới chống mũi quang minh này thì Tường cảm thấy là mình thoải mái mở cửa để đón gió trời vô nè. Không khí trong phòng của mình nó thật là dễ chịu. Và đặc biệt là Tường cũng ít sử dụng máy lạnh nữa, cho nên là bây giờ da dẻ của Tường á, nó không có còn là khô, nó không còn nứt nẻ nữa, rất là thoải mái luôn cả nhà. Đây cho mọi người xem, đây là cửa lưới tự cuốn nha cả nhà. Cửa lưới tự cuốn thì mọi người thấy á, là cái lưới này nó được đan thành những cái ô lưới nhỏ 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 xíu xíu như thế này thì côn trùng ruồi muỗi gì nó cũng không có bay qua được ha. Còn ở phía dưới cái khe này thì nó có một cái lớp lông mi dày và mịn như thế này nè. Nó ngăn chặn như vậy thì côn trùng hay là kiến ba khoang gì cũng không có thể nào mà bò vào được hết. Mình thấy cái khung nhôm á thì nó rất là chắc chắn nha cả nhà. Đó. Còn cái nút bấm này đây, Tường sẽ giới thiệu cho mọi người xem. Cái nút bấm này nè, mình muốn mở cửa rất là đơn giản, mình chỉ cần là bấm nhẹ vào hai bên thôi thì cái cửa nó sẽ tự động, nó tự cuốn nè, nó tự lên. Nó chạy chậm chậm lên. Mọi người biết là tại sao làm được như vậy không? Bởi vì nó có cái bộ giảm tốc. Nếu như những cái cửa khác mà không có cái bộ giảm tốc á thì khi mà cái cửa nó mở lên nó là rất là nhanh, còn cái này nó rất là chậm rãi nhẹ nhàng như thế này. Còn khi mình muốn kéo xuống thì cũng rất đơn giản thôi. Đó, kéo xuống đơn giản như vậy nha quý vị. Đây nha, cái cánh cửa này mới là thần kỳ nè cả nhà. Một cánh cửa mà có tới hai công dụng luôn. Công dụng đầu tiên là ngăn chặn không cho côn trùng ruồi muỗi bay vào trong nhà của mình. Và công dụng thứ hai là che ánh nắng mặt trời, không cho ánh nắng mặt trời rọi vô nhà của mình. Đây. Đó, nhưng mà cái cửa này á, nó không giống như trên lầu là dạng cuốn, mà nó dạng là dạng lưới có nếp gấp để mình kéo qua kéo lại nè cả nhà. Khi mà mình muốn mở á thì mình chỉ cần kéo nó qua thì những cái lưới này nó sẽ xếp chồng lên nhau. Còn khi mình muốn đóng á, mình chỉ việc kéo lại như vậy là xong. Như vậy là mình ngăn chặn không cho ruồi muỗi côn trùng bay được vào nhà của mình. Tuyệt vời chưa? Đó là một cánh thôi. Và đây là cánh cửa thứ hai nha cả nhà. Đây là cánh cửa che nắng. Đó, không cho ánh nắng chiếu rọi trực tiếp vào căn nhà của mình. Thì cái cơ chế hoạt động của cánh cửa này á, nó cũng giống như là cái cửa lưới chống muỗi bên đây. Tuy nhiên á, thay vì là bên kia là lưới thì ở đây nó là vải, thay thế bằng vải. Và cái vải này á, nó vừa chống côn trùng, nó chống nắng mà nó còn chống bụi nữa cả nhà. Tường thấy rằng là ai mà gắn cái cánh cửa này thì ô nhà đó không cần phải treo cái bộ rèm cửa này luôn nha cả nhà. Đó, mọi người thấy không? Khi mà Tường nghe bên Quang Minh tư vấn là Tường rất là thích luôn. Nó một cái cánh cửa mà nó có một cái ô cửa mà nó có hai cánh, hai công dụng khác nhau. Ví dụ như buổi sáng mình ngồi, mình làm việc, mình muốn hít khí trời, ngắm cây cảnh. Đó, thì mình dùng cái cửa lưới chống muỗi này đây, đúng chưa? Còn tới buổi trưa khi mà nắng lên rồi, nắng gắt rồi, mình cảm thấy là oi bức quá thì mình sử dụng cái cánh cửa này để mà che nắng. Chưa hết đâu quý vị. Mình còn có cái tay nắm nè, lên xuống rất là tiện lợi để mình có thể điều chỉnh được cái độ cao. Đó, quá tuyệt vời, là linh hoạt luôn đúng không cả nhà? Yeah. Không chỉ là lắp ráp ở cửa sổ mà chúng ta còn có thể lắp ráp cửa quang minh này ở cái cửa chính, cửa ra vào nhà của mình luôn. Ví dụ giống như Tường là Tường lắp ráp trọn bộ cho cái nhà của mình. Thì đây, cái cửa xếp này á, thì mọi người nhìn thấy là công dụng của nó thì cũng giống như những cánh cửa bên trên, là ngăn chặn tối đa không cho côn trùng xâm nhập vô trong nhà của mình. Chưa hết đâu, khi mình ngồi ở trong nhà, mình có thể vẫn quan sát được toàn cảnh ở cái không gian bên ngoài nhà của mình luôn. Và đây, Tường thấy rằng là thiết kế của cái cửa xếp quang minh này nó rất là nhẹ nhàng quý vị. Rất là nhẹ nhàng nha. Mọi người thấy đặc biệt là nó còn có cái tay cầm nè, mình có thể lên xuống, mình xuống thấp như thế này. Biết chi không, nhà nào mà có trẻ con á, chạy ra chạy vô chơi ở ngoài cánh cửa đó thì cũng rất là dễ dàng để mà sử dụng. À,
tường lắp cái bộ cửa này á là ngay cái luồng gió, cho nên nó cũng rất là dễ bị bụi xâm nhập. Thì cách đây mấy ngày các anh kỹ thuật ở trên Quang Minh đã xuống làm vệ sinh cửa miễn phí cho tường luôn. Tường rất là thích nha, bởi vì cái chế độ miễn phí này á là kéo dài tới 3 năm lận. Thì mọi người thấy đó, sau gần 2 tháng tường đã lắp đặt cái bộ cửa lưới chống muỗi Quang Minh này thì tường cảm thấy rất là thoải mái, rất là hài lòng, rất là vui ngay trong chính căn nhà của mình. Bây giờ những vấn đề về muỗi cắn hay côn trùng đột nhập vào nhà của mình hay là kiến ba khoang gì đối với tường không còn là nỗi sợ hãi nữa, không còn lo lắng nữa quý vị. Mà tường thấy nó quá nhiều công dụng như vậy nhưng mà giá thành thì không có cao. Tường nghĩ rằng là chúng ta nên dành ra một ít chi phí để mà bảo vệ cho cái sức khỏe của gia đình mình, đặc biệt là những gia đình nào mà có trẻ nhỏ. Mọi người nghĩ đi, nếu như để cho côn trùng xâm nhập vào nhà rồi đốt rồi cắn trẻ con thì rất là tội nghiệp cho các con em của mình, đúng không cả nhà? Và mọi người ơi, Tường cảm thấy mình rất là vui nè, mình rất là hài lòng khi mình may mắn biết sớm đến sản phẩm cửa lưới chống muỗi Quang Minh. Tường nghĩ rằng là gia đình nào mà có những cái vấn đề như là bị ruồi muỗi côn trùng nó xâm nhập vào nhà thì đừng chần chờ gì nữa, hãy lắp đặt ngay bộ cửa này nhé.